khai thuế miễn phí Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2016 từ 9 h 30 sáng đến 3 giờ chiều tại phòng họp Mason District Governmental Center 6507 Columbia Pike Annandale VA 22008. Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh miền Đông Hoa Kỳ trân trọng thông báo một ngày khai thuế miễn phí cho đồng hương có lợi tức thấp cư ngụ tại vùng Washington DC, Maryland và Virginia sẽ được tổ chức vào ngày giờ và địa điểm ghi như ở trên. Điều kiện tham gia lợi tức độc thân dưới 50.000, lợi tức gia đình dưới 56.000, gia đình 4 người. Giấy tờ cần thiết khi đi khai thuế, đồng bào cần mang theo các giấy tờ sau đây nếu có. 1. Mẫu ứng chỉ khai thuế tiểu bang và liên bang năm 2015, 2. bản lưu khai thuế tiểu bang và liên bang năm 2014, 3. W2, W2G và các form 1099 khác liên quan đến các lợi tức tức là incomes năm 2015, 4. giấy báo bồi hoàn refund thuế tiểu bang năm 2014, 5. Năm, giấy báo tiền lời ngân hàng năm 2015, 6. giấy báo tiền lời vay nợ trả tiền học phí giáo dục, 7. giấy báo tiền trợ cấp thất nghiệp form 1099G, 8 giấy báo đóng tiền thuế xe hơi Property Tax, số 9, biên nhận chi phí giữ trẻ, chi phí y tế, thuế tiểu bang và địa phương năm 2015, 10, số thẻ an sinh xã hội của vợ chồng và các con còn cấp dưỡng, 11, giấy báo tiền lời vay mua nhà Mortgage đã trả năm 2015, 12, giấy báo biên nhận đóng quỹ hưu trí IRA năm 2015, biên nhận đóng góp các quỹ xã hội từ thiện, tôn giáo. 14. trường mục ngân hàng, nếu muốn chuyển vào trường mục. Trợ giúp khai thuế gồm các chuyên viên thuế vụ, ông Lê Hữu Đạt Quân, ông Lê Hữu Em, ông Phan Hiệp, ông Nguyễn Hoàng, ông Nguyễn Văn Thành, ông Lưu Vân, bà Trương Định Thăng và cô Kim Liễu Trần. Chúng tôi mong ước ngày khai thuế miễn phí sẽ đem lại lễ thiết thực cho nhiều đồng hương. Virginia ngày 29 tháng Giêng năm 2016, ban chấp hành Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh miền Đông Hoa Kỳ.